Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với video tiếp theo của siêu thị thuốc MVG. Và trong ngày hôm nay, siêu thị thuốc MVG sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm hiện tại đang được ưa chuộng cũng như là nhiều khách hàng quan tâm tại MVG. Và ngày hôm nay thì bên siêu thị thuốc MVG muốn review lại một dòng sản phẩm, và cái lý do vì sao sản phẩm đang được săn lùng cũng như đặc biệt là chị em phái nữ, đó là sản phẩm viên đặt phụ khoa Biolay Vasike. Đây là viên đặt đến từ châu Âu và chứa 1,2 tỷ lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, có hàm lượng vi khuẩn lớn nhất tại thị trường, và có công dụng đó là hỗ trợ trong quá trình điều trị viêm nhiễm phụ khoa, giảm các cái tình trạng mùi khó chịu, dịch tiết nhiều, khô rát âm đạo, đồng thời giúp cân bằng axit ở trong bộ phận đặc. Và viên đặt lợi khuẩn Biolay Vasike thì thiết kế dạng viên năng cứng nhỏ gọn, dễ sử dụng và dễ bảo quản hơn so với lại viên đặt. Ở trong viên đặt phụ khoa Biolay Vasike thì có những thành phần chính, là có 4 thành phần chính. Đầu tiên là Lactobacillus acidophilus chứa 1,2 tỷ lợi khuẩn. Tiếp theo là thành phần axit lactic, và tiếp theo nữa là thành phần dịch chiết khô của cây cầu gai và dịch chiết từ cây nam việt quất. Đầu tiên phải kể đến là chủng lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus, và đây là chủng vi khuẩn thường có mặt trong âm đạo, và lợi khuẩn này thì có tác dụng giúp cân bằng pH trong âm đạo và có khả năng, đó là cái cơ chế sản sinh ra axit lactic và góp phần phục hồi cái hệ vi sinh ở trong vùng âm đạo và duy trì pH âm đạo ở trạng thái là pH cân bằng từ 3,8 cho đến 4,5. Và ngoài axit lactic thì Lactobacillus acidophilus còn tạo ra hydrogen peroxide và bacteriocin. Đây là hai cái chất ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại gây bệnh phụ khoa ở trong bùn đạm, và đồng thời thì Lactobacillus cũng sản xuất ra các cái chất hoạt động bề mặt và có các cái đặc tính là giúp chống dính này và giúp ngăn chặn các cái vi khuẩn có hại bám vào cái vùng đạm. Và ngoài cái thành phần là vi khuẩn ra thì trong viên đạn còn có chứa là axit lactic, và đây là một trong những thành phần axit giúp khôi phục cũng như là cân bằng cái pH trong bộ phận đạo. Thành phần thứ ba đó là dịch chiết khô của cây cầu gai. Thì trong cây cầu gai có chứa 63 hóa chất khác nhau, và như kể đến ở đây đó là axit phenolic hoặc là glycosid, flavonoid, vân vân. Thì các cái thành phần này có tác dụng đó là chống viêm kháng khuẩn và giảm đau. Thành phần thứ tư đó là thành phần dịch chiết khô của nam việt quất. Thì trong thành phần của nam việt quất thì có chứa hai thành phần chính, đó là axit salicylic và thành phần proanthocyanidin. Thì đây là hai thành phần giúp chống viêm và ngăn ngừa các cái vi khuẩn có hại tấn công vào vùng đạo. Đó chính là những chị em phụ nữ đang có tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo ở mức độ vừa và nhẹ. Đó là đối tượng đầu tiên. Thứ hai là phụ nữ bị viêm nhiễm âm đạo vừa kết thúc một đợt điều trị bằng kháng sinh thì có thể sử dụng ngay viên đặt bổ sung lợi khuẩn Biolay Vasike để khôi phục lại ở hệ vi khuẩn có lợi tại vùng âm đạo của mình để ngăn ngừa tái phát. Thứ ba đó là phụ nữ muốn bổ sung lợi khuẩn định kỳ để phòng ngừa tái phát của tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Và thứ tư đó là phụ nữ trong quá trình mang thai và cho con bú muốn sử dụng về viên đặt lợi khuẩn này thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến liều dùng. Trong một hộp Biolay Vasike thì sẽ có chứa một vỉ, và trong một vỉ thì có chứa là 6 viên đặt. Do đó thì một đợt dùng sẽ sử dụng 6 viên, và liều dùng ở đây là mỗi ngày sử dụng một viên này. Khi mà mình sử dụng viên đặt này thì một đợt dùng liên tục 12 ngày, có thể là đặt liên tục 12 ngày cho một đợt tùy theo tình trạng. Thì lưu ý, thứ nhất là viên đặt này thì mình sẽ không dùng liên tục quá 30 ngày, và mình có thể nghỉ trong khoảng tầm 4 ngày và mình có thể là nhắc lại.
cách sử dụng viên đặt Biolavazike như thế nào. Bước 1 là lấy viên đặt ra khỏi vỉ bằng cách tách vỉ từ hai phía. Bước 2 là cầm viên đặt bằng tay, sử dụng tay còn lại để mở rộng vùng môi của âm đạo. Bước 3 là thận trọng đưa viên đặt vào bên trong âm đạo. Càng sâu càng tốt, mình đẩy cái viên vào hết cái phần ngón tay của mình nhé. Lưu ý đối với cách sử dụng, đó là chú ý rửa tay sạch với nước ấm và xà phòng và giữ cho cái khu vực vùng quanh âm đạo khô ráo trước khi sử dụng viên đặt. Thứ hai là trong trường hợp âm đạo bị khô thì có thể làm ướt viên đặt Biolavazike bằng nước trước khi đặt vào trong ống kính. Và một số trường hợp viên đặt không hòa tan hoàn toàn thì tạm thời có thể là để lại một ít cặn sau khi mà sử dụng, thì đây là tình trạng bình thường. Phần cặn này thì sẽ được đào thải khỏi âm đạo sau thời gian ngắn. Biolavazike là viên đặt có chứa hàm lượng lợi khuẩn gấp 4 lần các dòng khác trên thị trường. Bên cạnh đó thì Biolavazike còn chứa các thành phần khác, đó là axit lactic và dịch chiết khô của cây cầu gai và dịch chiết khô của nam bạch quất. Các thành phần này kết hợp với nhau giúp duy trì pH âm đạo và cân bằng cái hệ vi khuẩn có lợi ở bên âm đạo, giúp cho việc ngăn ngừa tái phát của viêm nhiễm âm đạo, đồng thời hỗ trợ trong quá trình điều trị viêm nhiễm phụ khoa một cách tối ưu nhất. Đặc biệt thì trong Biolavazike không có chứa kháng sinh và điều trị viêm nhiễm phụ khoa theo cơ chế tự nhiên của cơ thể, đó là bổ sung lợi khuẩn cân bằng pH âm đạo. Tiếp theo nữa là bào chế về dạng viên nang nhỏ gọn, dễ dùng, dễ đặt, dễ bảo quản, không bết dính như là dạng viên đạn. Và lợi khuẩn thì được đưa thẳng vào ống âm đạo, do đó thì không bị ảnh hưởng như là dòng uống bởi axit dạ dày. Chính là nhờ những cái ưu điểm trên, do đó thì cái viên đặt phụ khoa Biolavazike thì được ưa chuộng tại Hà Lan cũng như là siêu thị thuốc MVG thì cũng được ưa chuộng bởi chính những khách hàng sử dụng và quay trở lại feedback rất là tốt về sản phẩm. Vừa rồi thì siêu thị thuốc MVG có review về một sản phẩm viên đặt phụ khoa bổ sung lợi khuẩn cho âm đạo Biolavazike, và hy vọng những cái thông tin vừa rồi thì sẽ giúp quý vị phần nào hiểu hơn về viên đặt cũng như cách sử dụng của viên đặt này. Và để theo dõi các cái video tiếp theo thì các bạn có thể là ấn nút theo dõi kênh của siêu thị thuốc MVG hoặc là truy cập trực tiếp vào website siêu thị thuốc MVG.vn, hoặc là quý vị có thể gọi điện trực tiếp về hotline của siêu thị thuốc MVG, đó là 0942946633 để các cái dược sĩ MVG có thể giải đáp tư vấn cho quý vị trong thời lượng sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.